Xem ngày tốt bốc bát hương tháng 10 âm lịch cho ban thờ gia tiên, ban thần tài, bốc bát hương nhập trạch, được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình yên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. 5. Nghi lễ, văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, gìn giữ bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới, hãy lập ban thờ mới như ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ táo. Cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 10 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây để tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật hay ban thờ mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tốt quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca và ngày giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không nên thiếu được khi bốc bát hương. 3. Là gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và vòng thờ ấm cúng hơn. 5. Là tờ di hiệu, là pháp khí, là nơi để ghi linh vật của vị bát hương, của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Là bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc lại bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt, cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu và tìm ra những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 10 âm lịch để bốc lại bát hương cho được hanh thông và may mắn. Việc chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác, vì nó thuộc phần nghi lễ, tế lễ nên nó sẽ những quy định riêng, nên nó sẽ có những quy định riêng. Để chọn ngày tốt bốc bát hương, tôn cập lập thờ, chúng ta căn cứ vào hứa chân quân ngọc hạp ký để lựa chọn ra ngày tốt đẹp nhất bốc bát hương mới cũng như bốc lại bát hương trong tháng 10 âm lịch. Cụ thể như sau. Ông hứa chân quân thấy người đời tắc phúc thi nguyện, bái biểu thượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ bị tội tai họa, có nhà lễ cầu đào lại sinh ra họa phá, tận con cháu như vậy là tại sao? Vì thế ông hứa chân quân đã sát trong bản án thiên tào thì thấy, chỉ những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết chọn những ngày nào trong vòng 60 của lục giác,
tuần trong các vì sao hoặc ở đại phủ hoặc ở nhân gian. Dĩ chí phạm phải vào con cháu, phải chịu họa vậy. Vì thế ngài Chân Quân mới chép rành rẽ, làm quyển ngọc hạc để cho những vị pháp sư, đạo sĩ, nhân dân, mỗi người có thể việc tế lễ tư, cầu thân, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần trung ấy, thì tự nhiên biết được những điều cát hung. Thưa quý vị, tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 dương lịch đến ngày 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt để bốc bát hương. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 10 âm lịch. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 10 là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 11 là ngày Tân Dậu, ngày 23 Quý Dậu. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai là ngày Thọ Tử. Trong tháng 10 âm lịch, Thọ Tử là những ngày Thân, bao gồm có hai ngày là ngày mùng 10 Canh Thân và 22 là ngày Nhâm Thân. Hai ngày này cũng kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Phá có những ngày Tỵ bao gồm ngày mùng 7 Đinh Tỵ và ngày 19 Kỷ Tỵ. Ngày này dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư ta cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 10, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày mùng 2 Nhâm Tý và ngày 26 Bính Tý. Ngày xấu thứ năm cần tránh đó là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá hoại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 10 này, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 3 Quý Sửu, ngày mùng 7 Đinh Tỵ trùng với ngày Nguyệt Phá. Ngày 13 là ngày Quý Hợi, ngày 18 là ngày Mậu Thìn, ngày 22 Nhâm Thân trùng với ngày sát chủ. Và cuối cùng là ngày 27 ngày Đinh Sửu. Đó là 6 ngày Tam Nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày này kỵ mọi việc. Trong tháng 10, Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: ngày mùng 5 Ất Mão, ngày 14 Giáp Tý và cuối cùng ngày 23 Quý Dậu. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Con Nước là ngày 11 Tân Dậu, ngày 25 Ất Hợi. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 Quý Dậu trùng với ngày Nguyệt Kỵ. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất ở tháng 10. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Theo hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký, cát hung từ ngày trong việc bốc bát hương trong tháng 10 âm lịch như sau. Ngày mùng 1 Tân Hợi, chư thần tại thiên, nếu lễ bái Hà Bá Xạo Lộ tạm được tốt, còn tiến biểu trương thì lại bị tai họa rất xấu. Ngày mùng 2 Nhâm Tý và ngày mùng 3 Quý Sửu, lễ bái rất xấu vì các vị thần ở thiên cung. Ngày mùng 4 Sắp Dần và ngày mùng 5 Ất Mão, chư thần ở nhân gian, địa phủ lễ bái cầu phúc, mọi sự đều tốt cả, nhưng do ngày mùng 5 Phạn Nguyệt Kỵ nên ta không dùng. Ngày mùng 6 Bính Thìn, ngày mùng 7 Đinh Tỵ, ngày mùng 8 Mậu Ngọ và ngày mùng 9 Kỷ Mùi, chư thần tại thiên 4 ngày này tế tự rất xấu. Ngày mùng 10 Canh Thân, ngày mở đường ngũ phúc, cửa trời mở rộng, nếu tế lễ làm chay, thượng biểu được phúc 100% rất tốt, nhưng do ngày này phạm ngày Thụ Tử nên cũng không dùng được. Ngày 11 Tân Dậu, chư thần Hầu Ngọc Hoàng sai xuống nhân gian địa phủ, nếu lễ bái thì rất xấu. Ngày 12 Nhâm Tuất, ngày 13 Quý Hợi là ngày lục thần cùng nhật, nhân gian cầu phúc phạm phải sẽ bị cô quả bần cùng, 100 việc đều không lợi, rất xấu. Ngày 14 Giáp Tý và ngày 15 Ất Sửu, các thần đều ở dưới đất, nếu ai lễ thánh cầu thần, cầu tự, cầu phúc thì được phúc 100%, nhưng ngày 14 này phạm vào Nguyệt Kỵ nên cũng không dùng được.
Ngày 16 Bính Dần, Nhật Chư Tại Thiên, Thần ở trên trời. Nếu ai lễ bái cầu phúc, tế tự thần núi, thần sông, chiêu hồn, thay mệnh thì chiếu tai họa cũng không nên dùng. Ngày 17 Đinh Mão, ngày 18 Mậu Thìn và ngày 19 Kỷ Tỵ, mọi thần ở tại đất, ba ngày này rất tốt. Nếu lễ bái thượng biểu tứ tự chiều hôn, bái mệnh lập giàn, làm trai, cầu con cái được phúc 100%. Duy có ngày 18 là phạm tam nương, là ngày 19 phạm ngày nguyệt phá và không nên dùng. Ngày 20 Canh Ngọ và ngày 21 Tân Mùi, chư thần ở trên trời, hai ngày này không nên tế tự lễ bái gì cả. Ngày 22 Nhâm Thân, mọi thần đều ở trên trời rồi lại xuống địa phủ. Nếu ai tế tự cầu phúc, thượng biểu, dâng sớ, bái trương dâng lên, cầu trai, xin gái, thụ phúc 100%. Ngày này bị phạm tam nương và cũng là ngày thụ tử nên cũng cần phải kiêng kỵ. Ngày 23 Quý Dậu, tế tự thần Hà Bá, thủy quan thì tốt, các việc lễ bái khác đều xấu. Ngoài ra, đây còn là ngày sát chủ và nguyệt kỵ nên cực xấu. Ngày 24 Sắp Tuất, ngày 25 Ất Hợi, các thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ, chỉ nên làm những việc lễ bái nhỏ như lễ cầu duyên, như lễ cầu yên, nhưng lễ vào giờ thìn thì tốt, ngoài ra thì xấu. Ngày 26 Bính Tý, 27 Đinh Sửu và 28 Mậu Dần, ba ngày này rất xấu, không nên lễ tế vì chư thần phá thiên tào. Vận của Ngọc Hoàng Tây, Hà Tiểu, Thạch Sao trực ngạn, cho nên ai lễ bái cầu phúc tai chiêu, tai họa hại người tốn của. Ngày 29 Kỷ Mão và 30 Canh Thìn, các thần tại địa phủ, nếu ai cầu phúc thì lợi ích cho con cháu được vinh hoa phú quý, vì ngày này là ngày sinh nhật của vị thần thiên thánh được sinh là tốt. Như vậy là chúng ta đã xét xong những ngày trong tháng 10 âm lịch và tìm ra được 9 ngày tốt lành nhất để bốc bát hương, tôn cấp, lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xét xem những ngày tốt, lành kiêng kỵ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xét xem những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng thì sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Một là ngày mùng 4 Giáp Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp những người tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Tuất và những người có thiên can Giáp Tân, trừ tuổi Giáp Thân 1944 và 2004. Hai là ngày 15 Ất Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tý, Dậu, Tỵ và những người có thiên can Giáp Mậu Canh. Ba là ngày 17 Đinh Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp với người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Dậu 1993, Ất Dậu 1945 và 2005. Bốn là ngày 29 Kỷ Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp những người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Ất, Nhâm, Quý, trừ tuổi Quý Dậu 1993, Ất Dậu 1945 và 2005. Năm là ngày 30 Canh Thìn, kỵ người tuổi Tuất, hợp với những người tuổi Dậu, Thân, Tý. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt bốc bát hương trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt thì hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.